Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Ngày hôm nay thì mình đang đi cùng Thành Mốc để quay sự kiện họp của bên Free Fire của các bạn. Thì hôm nay bọn mình sẽ đi gặp Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng Sky ơi. Đấy thì trước khi gặp Sơn Tùng thì bọn mình đang đi sân bay Nội Bài trước. Ok, hello các bạn nhá. Thì hiện tại là mình đã đến được với cả cái phòng khách sạn bên Sài Gòn rồi này. Đó, rất là đẹp đúng không? Sao? Có cái bồn tắm ở đây hết sảy luôn. Đó thì nói chung là hiện tại mình đã bước chân tới Sài Gòn rồi. Và bây giờ thì chắc là tí nữa, 1-2 tí nữa thì mình sẽ qua tắm rửa cái đỡ lôi thôi phải không ạ? Xong rồi qua bên ăn với cả bên Thành Mốc nữa. Đó, thì có gì anh em thấy video hay đừng quên là like với cả subscribe giúp mình mọi người nhá. Ok, được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ăn thôi. Hello các bạn nhá. Thì hiện tại thì bọn mình đang ra cái chợ Bến Thành. Hôm nay thì mình có gặp được Sĩ Kẹo này. Bây giờ mới gặp được này mọi người này. Ôi, sáng mới sáng quá, rồi mắt à. Ở trong này nắng lắm mọi người ơi. Nắng ơi. Đây, giờ bọn mình đang ở bên chợ Bến Thành này. Để tí nữa mình sẽ quay chợ Bến Thành mọi người coi nhá. Lần đầu tiên đến chợ Bến Thành không biết bên trong có gì ấy. Hello các bạn nhá. Thì hiện tại bọn mình đang vừa mới rời khu chợ Bến Thành, vừa mới đi ăn cái quán đắt lòi kèn hơn 300.000 về. Đó. Có 300.000 bạn. Hello, chào tất cả các bạn đang quay trở lại với clip của Sĩ Kẹo TV. Và hôm nay chúng tôi sẽ chơi bộ môn chuyên cần. Thôi anh em kháo nhỉ, có cả xoài cơ. Cái này cái bò này cay vãi nổi ra thầy. Cay lè lưỡi. Ngọt vãi. Ngọt đã, xoài ngọt đã. Ngọt vãi, làm miếng rồi hả? Đằng này cay rồi. Thơm đấy. Ngon đúng không? Ui, ngon quá. Ha, xoài. Ngon quá rồi. Sao lại nghèm như thế? Đã chơi như thế, tất nhiên đến nơi mà lại chơi trò này. Không vui, không vui phải chua. Cắn tặng okay, ok. Thôi, cũng tặng một nữa lại với anh em. Khổ quá. Thì ngày hôm nay chúng ta có một chương trình đấy là nhìn lại năm vừa qua xem là những người anh em của tôi đã làm được gì nên tội. Không, đã làm được những gì. Xin giới thiệu các bạn, đây là mình á. Mình là Hoàng Bi, Bi ở trong Bi ông. Hoàng Bi à? Ừ. Và đây là một người anh em tôi mới quen, cơ bản là cùng quê thôi, chưa có biết đéo gì đâu. Ok. Ok. Ok các bạn. Ok. 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 Đây, câu hỏi đầu tiên dành cho người anh em mới quen của tôi. Cho tôi hỏi, nhà bạn có giàu không? Nhà tôi nghèo bạn ạ. Nhà tôi nghèo, đất... Nhà tôi đất từ tôi khoảng 120m². Đất ở trong làng, trong quê á, trong thôn á. Nhà tôi nghèo lắm. Đấy, ra ma mảnh vườn trồng cây ăn trái bạn. Không có. Nhà tôi chỉ 3 sạc ruộng các bạn. Năm vừa qua điều gì đã khiến bạn bất ngờ nhất là làm được ra tiền à? Đúng không? Ai đâu giới trẻ à? Nhiều tiền. Thì thực sự ra thì để mà nói thì năm vừa qua là một cái năm có thể nói rất là may mắn với lại cộng đồng streamer hoặc youtuber, nói thẳng như thế. Vì Covid tới thì mọi người ở nhà thì gắn là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà thực sự ra thì đó khá là áy náy. Thực sự là như vậy. Và cái thứ nhất của tôi năm vừa qua chính là không kiếm được nhiều tiền. Thế thôi, hết mọi người. Anh em này sao xí xoa ấy. Mình á, ít ra mọi người ít ra còn kiếm được tiền. Còn mình á, trên răng dưới giá không một xu. Thế nó mới buồn. Bạn biết ấy, kể cả trong ví của mình ấy cũng chả còn bao nhiêu tiền. Mày ơi hả? Đây, mình chỉ còn đúng như thế này thôi. Ngoài những cái tờ bảo hiểm vé xe ra bắt buộc phải mua ra cũng chả còn bao nhiêu. À, khá quá nhỉ. Giàu ấy. Cả bao nhiêu? Này, loại rách như hình tài tính này. 500.000 đồng. Hết. À 500.000 Việt Nam đồng. Ok. Sĩ bá định giá mọi loại tiền. Con này thì chương trình là series là 48607 60 các bạn nhá. Chương trình là mình định giá cái đồng tiền này 500.000 thì nó được sản xuất năm 1988. Thì
Mình xin định giá cái tờ tiền này thì hiện tại thì giá trên thị trường ấy, cái tờ tiền này với số series là 486-0760 ấy, một số series rất là đẹp và đéo sắp xếp theo một cái trình tự nào cả. Thì mình định giá cái tờ tiền này mà thôi đéo có giá trị cho các bạn ạ. 500 đồng bạn nào lấy tôi nhỉ, để cho thôi được rồi. Bá, vì là chỗ anh em tôi định giá tờ tiền này 1.000 đồng. 1 hour later. Không có tình cảm bố mẹ tao, ok chứ tao không có tình cảm đấy, là mua xe ô tô để lâm nát cửa xe ở nhà mình, ok. Cái bộ PC bố mẹ có mua cho mày và em YouTuber, mày vay tiền bố mẹ mày trả chưa? Tao á, tao mua cho bố mẹ tao những món quà ấm áp tinh thần. Không, bộ PC bố mẹ mày mua cho mày đúng không? Ừ. Là YouTuber. Nhưng mà thế này không, cái đấy là bố mày mẹ mua cái gì? Tao á, đéo biết nữa. Tao mua cái gì nhỉ? Tao nói chung là tao có mua quà cho bố mẹ, nhưng mà mày ấy, cái loại mày ấy, chỉ đem tiền đi cho gái thôi. À, con chó này đâu, bố mẹ nó vô phước đẻ ra con gì mày mấy cái thằng đem tiền cho gái, cái thằng lồn là mà nhậu xa bèm thì bèm một rủ bạn một tuần rủ ra rồi đó, sao thủ ra bạn xin làm bạn xin à, để cho mình làm một video thôi, đéo cứ giờ chạy xa bèm đi uống đi bạn, mình buồn cái đầu buồn. Đéo chân. Ok, đéo chân. À, ok. Đéo chân. Hello, là mày để cái quần 100 rưỡi, áo có 100 nghìn quá. Ok. Vậy áo. Sao? Áo này ra chợ Đồng Xuân mua đầy, bạn thôi. Thiếu gì? Thôi. Ui trời ơi, bạn thiếu gì? Thôi đừng làm như thế. Đấy, sao? Mày đừng làm như thế. Có một người trẻ bảo mày rằng đừng làm như thế. Đâu. Thấy như này. Rẻ lạnh. Lâu ngày không yêu, cảm giác của nó vã vã thì ba mày cũng dẫn đến che mặt cái đi cũng được chứ. Tại nó phải đúng không? Ok. Lại bờ bộ bản PC của đéo mua được. Chết đi. Sao mà đéo đi mua đi, hiểu không? Tao đưa tiền bố mẹ tao. Bố mẹ tao làm những cái khác, cho cháu biết là gì. Nhưng mà cái tháng đấy là kiếm ok nên là đưa được bố mẹ. Xong bố mẹ cũng chảy. Đâu, tiền không? Mày nhìn sao được? Mày nhìn sao được? Tiền nó xuất phát từ trong tim này. Nó tao tình cảm mày hiểu không? À, ý mày cái quả tim này bán được hơn 100 triệu này. Chà ơi rồi. Ý mày như thế này. Không, ngại thế. Thôi nói chung là mày làm YouTuber 3 năm đéo mơ nổi bộ dàn PC đi xe bố mẹ đó, mua cho. PC là sao tao view, tao view thêm gì nữa, cũng tốn lên 10 triệu nữa là gì nữa. À, gọi điện xin mẹ tiền để mua cái tủ lạnh 400.000 đồng. Tao còn clip đi mà. Tao còn clip. Tao thử lòng thôi. Tao thử lòng xem bố mẹ tao quan tâm thế nào thôi. Chứ không mẹ thôi. Trời ơi. Thế tao được chó chứ. Bố mẹ nhìn mày lâu lắm rồi nhé. Có người yêu. Có người nhập. Đi cắp trả lợn. À, tôi mở thằng Hoàng Bi đợt trước khi làm YouTuber là mua được con xe cắp để chở người yêu. Nó bảo nó thích cắp. Nó chơi xe tơ rẻ rách. Nhưng thực chất là thằng cũng đéo có tiền đi xe tơ. Dùng cắp rồi đó. Sao mày ăn mì tôm mày đéo nào mà khỏe không tao được. Bỏ ra. Ok. Bỏ ra sẽ cho ai? Sẽ em xấu quá. Xe áo mày ra. Cái đi. Con Everest của nó là bố mẹ mua cho luôn. Làm đéo có tiền mua Everest. Ăn sinh ra từ bánh đít. Mày điên à? Tao phải vay nợ đấy. Mày vay ai? Tao vay nợ, đúng. Mày vay ai? Nhưng mà tao vay nợ đúng không? Mày vay ai? Đúng không? Tao vay nợ. Vay nợ không lãi suất. Mày vay ai? Tao à? Mày vay của bố mẹ mày à? Đúng rồi. Thằng sinh ra từ máy tích nhưng mày không hiểu được. À, đồng tiền, tao kiếm tiền tao mua được con Exeter tao độ 7 màu. Xong mày chê nó rẻ rách. Mày bảo là đi cũng ngon hơn. Với cái gì? Nó bảo là đi Huy Thái, cái con Huy Thái bán được 14 triệu đi ngon hơn Exeter. Đi tốc độ 70 đi rung. Ok, nhưng mà người ta lại không hiểu được Exeter, người ta bảo thế. Người ta bảo Exeter là xe dành cho trộm chó. Tao trộm okay. Chó hay tao dùng 26 này. Mày có đúng mấy con chó không? Mày, tao nói thật nhé, mày mà chèo con chó đằng sau yên xe mày nhá. Người ta bới vào, người ta gọi là đánh mày tới tấp, sắp là lồn ra rồi, ok. Sao? Nhưng Exeter thì tao đội mũ sừng, tao có người yêu. Mày thì... Nhưng mày chia tay rồi. Và mày cũng đéo được mấy tháng. Đúng không? Nhưng mày chia tay rồi. Hãy thực tế nào. Thôi. Hồi xuôi. Thôi.
tao, tao không cho đùa mày. Ok.